Chào mừng mọi người đã đến với kênh Chloe Entertainment Channel. Như đến hẹn lại lần hôm nay thứ tư, Phương lại up cái clip mới ha. Hôm nay mình sẽ review cái món đồ chơi mới. Tại món này, cái này magic. Cái này là đồ chơi magic Aqua Dabra. Cái này là để đâu đưa mẹ coi coi. Không, đừng nói. Thì con muốn nói gì nói đi. Ok. Cảm ơn cái này người. Là cái. Chị. Hey. Rồi nó đây. Xin mọi người, Chloe có đồ chơi này magic set Chloe Entertainment Channel. Ok. Cái món đồ chơi này là gọi là cái tên của nó là cái gọi là đúng gì? Rồi. Chưa mà đúng rồi cái gì? Bể cá thần kỳ Aqua Dabra. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mở cái món này nha. Khui mở đi. Rồi, khui mở đi. Mở đâu vậy? Ồ, mở cho trên. Rồi, con để thẳng xuống đây. Mở trên nè. Rồi, con mở đi. Ôi. Đâu không vậy? Đâu, đây mẹ. Đó. À, đúng wow, rồi. Cho mọi người coi ở trong có cái gì nè. Cái bao. Yeah. Wow. Rồi, ở đây có cái gì đây? Bể cá thần kỳ mà không biết là nó thần kỳ như thế nào đây. Bây giờ cái chai này. Rồi. Đây. Cái hết đâu rồi? Cái hết chứ. Hả? Không có cái hết gì đâu con. Không có cái hết gì nha. Đây bể cá thần kỳ. Rồi mình để ở đây. Rồi. Coi như là mở cái bộ này ra, ở đây là sẽ mấy cái chai màu. À. Từng màu. Một hồi mình sẽ coi sẽ có cái gì ở trong đây ha, và chơi như thế nào cái món đồ này nha. Lúc mà Phu đi mua cái đồ chơi này á, cũng thấy cũng rất là háo hức, bởi vì cảm thấy nó hay á, cho nên cũng muốn chia sẻ với mọi người. Mommy look. Wow. Có pin đúng không? Có pin. Ok. Rồi, bây giờ mở mấy cái này. À, mấy cái này là mấy cái khuôn nè. Khuôn để animal. Mà mình khuôn animal, tức là làm mấy cái con ở dưới biển á, tiếng Anh gọi là sea animals đó. Tức là mấy cái con, để coi con đây. Ví dụ như đây là con sao biển nè. Đây là con đây là con gì Chloe? Tự nhiên octopus jellyfish. Jellyfish ha. Dịch ra tiếng Việt là cái con starfish nè. Cái quên cái này. Cái này starfish. Ừ, nè con cá nè. Cái này con whale không phải con cá. Ok, con whale. Rồi. Ở đây mình sẽ có những cái khuôn này nha. Cái này con turtle, cái này con cá, cái này con sea horse. Ừ, rồi biết rồi. Rồi, bây giờ sẽ để cái này qua một bên. Thì cái này hướng dẫn chơi. Nha, đợi mẹ xíu. Everything you like. Ở trong đây có cái tô để mình ấy nước vô đây. Thì trong đây sẽ có cái hướng dẫn nè. Cái ở đây là mình sẽ có cái mức ở đây. Mommy, cái mức ở đây. Mommy, everything you like color. Ok, later, ok. Chút nữa. Tức là ở đây mình sẽ có cái chai nước là cái này được gọi là chai nước magic nè, magic water. Đó, chai nước magic. Thì mình sẽ chế vô tới đây. Còn ở trên đây là mình chế cái nước lọc. Để coi Phương làm nè. Để đây. Rồi, bây giờ để mẹ chế. Đu. Không, con chế cái magic này vô trước đi. Con chế cái magic này vô trước nha. Không, chế ít thôi. Ở đây nó có cái mức nè, con thấy không? Cái mức nè, chế tới đây thôi, mình sẽ chế tới đây. Nha. Đó. Rồi, magic water nha. Rồi. Đâu để mẹ coi. Ok. Magic water. Ừ, rồi. Đóng cái nắp chai này lại. Để qua một bên đây. Rồi, Chloe chế cái nước này vô đây giùm mẹ đi. Chế vô đây. Dạ. Chế tới đây thôi nha. Rồi chế đi. Nữa tới đây nữa. Chế nữa. Chế tới đây. Ừ, chế nữa. Nữa đi. Nữa. Rồi, ngưng. Rồi, bây giờ mẹ để cái này qua bên đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bây giờ con lấy cái này ra. Cái này ở trong đây có cái gì đây? Có color nha. Có color hả? Đúng rồi. Cái này. Cái nắp nè. À đúng rồi, cái nắp là đẩy lên đây đúng không? Đâu đẩy lên coi. Rồi, để đây nha. Chút nữa. Rồi bây giờ con chọn cái màu đi, ở đây sẽ có màu gì? Con muốn màu green. Màu cam nè. Màu green nè mà. Ok. Màu xanh nè.
màu xanh, màu hồng nè, màu, màu vàng nè, màu vàng, màu tím nè, màu tím, màu xanh lá cây, màu xanh lá cây. Rồi rồi bây giờ con làm cái con nào đó trong mấy cái khuôn này, con làm cái con nào? I like green. Hả? Green. Rồi con làm cái con nào trong I like, cái này I là gì? Turtle. Cái này nó có hai mặt, mình là cái mặt này nha. Mình yellow mình. Rồi yellow, con làm cái nào? Con làm cái này đúng không? Rồi chế ở đây. Ở đây nè, mình có thể làm rất là, tức là mình chế thành nhiều màu cũng được, tức là theo cái ý sáng tạo của mình nha. Rồi. Rồi Chloe làm đi. Chloe làm cho các bạn coi đi nha. Ừ. Wow. I got this. Con làm. Đâu để mẹ ấy gần lại cho mấy bạn coi con làm nha. Đó. Bà con đang làm chế màu gì á? Chế màu yellow. Hả? Chế màu yellow. Chế màu yellow hả? Con. Yes, I can. Đây, mẹ đóng lại cho. Còn chế màu khác nữa đi. Rồi chế màu này đi, màu xanh đi. À chế ở bên đây nè. Bên đây. Không. Nè. This is a body, body. Ừ không. Body đúng không? Rồi vậy giờ chế màu hồng đi. Ở trong đây nó phải có cái màu này, màu khác rồi. Nè, từng cái lỗ này con chế cái màu khác. Con chế đi. Rồi. Được không? Đây mày giúp cho thêm màu tím nữa không, nha. Không. Không rồi làm đi. Mẹ giúp mẹ làm cái khuôn khác nha, mẹ làm cái con khác cho nó nhanh. Rồi con làm cái gì đó, con làm đi. Đúng rồi. Được không dạ? Đây nè, chế cái màu vào đây. Làm cho mọi người coi ha. Đó, rồi. Cái này màu tím. Con làm cái đó của con đi, cái này mẹ làm của mẹ. Ok. Ok không? Oh, sao nó đụng vậy? It's okay. Rồi. Màu gì đây? Con làm màu gì con làm đi. Muốn làm màu gì? Đấy, đây có nhiều đây màu đó. Con muốn làm màu gì con làm. Rồi. It's okay. Rồi mẹ làm cái con này màu yeah, con cá này ha. Cá này cho mẹ mượn cái màu blue nha. Màu blue hả? Ừ nè, con làm xong đi cho mẹ mượn cái màu blue. Đâu đưa mẹ coi. Đây. Trong bên nó phải nó kêu đi. À không, mẹ con làm cái của con đi, mẹ làm cái của mẹ mà mẹ làm cho mấy bạn coi mà. Hiểu không? Con cứ làm cái của con đi. Nè mẹ làm cho mấy bạn nè. Coi. Đó. Với cô chú coi nè. Chà, coi bộ cái này cũng hay á. Có lý nha mọi người. Nhưng mà mấy cái ống màu này á là chắc mình phải refill đó, tức là khi mà mình chơi hết thì chắc mình phải chạy ra My Kingdom để mà mình mua. Thì cái bộ này á là Phương mua ở My Kingdom á. Màu xanh. Này màu xanh nè. Cái bộ này là Phương mua. Màu green. Ok. Cái này Phương mua ở ngoài My Kingdom ha. Giá của nó là 629.000. Cái bộ này là không có khuyến mãi gì luôn á. Mấy bữa mua mấy cái đồ chơi khác thì còn có khuyến mãi. Giá nó giảm cũng tùy bộ. Đó. Rồi đây. Đó. Xong rồi cái này mới là magic nè. Rồi cái này là Phương làm xong một con cá này rồi ha. Rồi làm tiếp một cái con này đi. Jellyfish nè. Đó. Jellyfish. Hai kem viết làm màu này đi. Úp. Hai con mắt nó màu gì đây? Tím hả? Để coi một hồi là cái này đồ chơi này được gọi là magic mà không biết nó magic làm sao đây. Tức là nó ảo thuật là nó ảo thuật làm sao đây. Cũng đang rất là gọi là sao? Rất là không rất là đang thắc mắc không biết nó sẽ như thế nào đây, thôi mình cứ pha cái màu đại đi nha. Ok.
cái kệ nó đi. Muốn ra nó muốn cái con này ở ngoài nó không phải cái màu vậy, nhưng mà mình cứ làm cho nó cái màu nó tùm lum vậy đi. Huy xong chưa? Mẹ làm nãy giờ xong một con rồi đó, con làm được mấy con rồi hả? Huy làm lâu quá à. Cho mẹ mượn cái này thôi. Huy để cho đẹp mà. Ờ thì để cho đẹp thì con làm sao cho nó đẹp đi nha. Rồi mẹ cũng làm để cho nó đẹp mà. Anh Khôi làm chó đẹp. Ừ rồi đúng rồi, mình làm cho nó đẹp nha. Ok, cho miếng hoa vàng nữa coi. Đây, coi bộ cái này là thú vị đây. Chơi đồ chơi nhiều ghét cũng bị ghiền. Từ bữa đến giờ con chơi đồ chơi với lại Chloe là cũng thấy bắt đầu thấy ghiền chơi đồ chơi rồi đó. Yeah, mắc cười quá. Yes, it is right. Hả? Gì? Rồi bây giờ ba con là đủ rồi. Thôi bây giờ mình làm bà tạm ba con đi. Rồi bây giờ đây là cái chén nước thần kỳ này nha. Rồi bây giờ mình thảy vô đây. Be careful. Chờ để mẹ lấy miếng giấy cho, đợi xíu nha. Con đừng có đụng vô mấy cái. Nè, lấy giấy lau tay đi. Thank you mommy. Ok, you're welcome. Rồi bây giờ coi cái chén nước này nó magic làm sao nha. Đó, trong cái hướng dẫn á, là đây là cái nước, chén nước thần kỳ nè. Rồi cái mình bỏ vô đây mình lắc nha. Rồi, coi lắc coi nó làm sao đây. Không biết nó có ra hay không nữa. Trời sao hồi hộp quá. Sao mà hồi hộp quá vậy. Đâu đấy mày coi coi. Nó có ra cái con turtle chưa, con rùa chưa vậy. Lắc hoài luôn á. Ở thần kỳ chưa. À, cái chân của nó bị rời ra rồi, mắc cười quá. Ê, nó ra rồi nè. Đó. Rồi mình để đây trong đây. À, trong cái hướng dẫn là mình phải để cái con này trong cái chén nước thần kỳ này là 3 phút. Rồi thôi thì mình cứ để ha. Rồi giờ tới cái con này. Cái con này. Đây. Đó, bỏ vô mẹ lắc nè. Úp. Coi chừng đổ, coi chừng đổ. Rồi đây. Sao vậy nè, con làm con rùa sao mà cái chân của nó ấy vậy, nó không có dính vô mất rồi vậy. Dính vô. Ừ, sao kỳ vậy. Con đừng làm vậy, nó đổ ha. Rồi ôi Louis làm hư cái ấy rồi. Cái giấy đâu, lấy cái miếng giấy nãy đi, còn lấy cái miếng giấy. Chơi cái này dành cho bé chơi từ 5 tuổi trở lên mới chơi được. Thì theo như cái khuyến cáo của nhà sản xuất là Aqua Dabra thì họ ghi ở trên cái hộp là như vậy. Con biết xích ra cho mấy bạn coi chứ, con leo lên trên chỗ con ngồi đi. Đó. Echo Turtle. Nè. Con leo lên chỗ của con ngồi đi, nhanh lên. Trời. Thôi bị dơ nha mọi người. Ai giờ chơi với con nít là như vậy đó, mình phải chịu dơ thôi chứ không có cách nào khác. Rồi bây giờ đến cái con này. Đó, coi mẹ nhúng vô đây nè. It looks like a dinosaur. Hả? Mommy, it looks like a dinosaur. Trời ơi, làm con rùa mà sao thành con dinosaur kỳ vậy? It's like a dinosaur. Cười quá. How is my dinosaur this? Ok. Thôi bây giờ trong thời gian để chờ mấy cái con này nó ra đó, bây giờ hả? Con chế cái nước vô trong cái hộp này đi. Chế nước vô đây. Chế nước vô trong đây nè. Ok. Nè, chế vô đó đi. Chế vô trong đó. Dạ. Nặng nha. Nặng quá. Ừ, rồi chế vô. Được không? Đó, giờ mình chế nước vô đây. Mô. Rồi, đủ rồi. Make it. Ừ, rồi. Trong thời gian mình chờ cái này đó, bây giờ con... Ouch. Ừ. Thôi bây giờ con làm thêm cái con sao biển đi. Con làm thêm cái con này nữa đi. Làm thêm con này nữa đi. Mẹ ừ, chút nữa mẹ lấy nó ra. Con làm thêm cái con đó đi nha. Trong thời gian chờ đợi thì con làm thêm cái con này, bỏ vô cho nó nhiều nhiều cho nó đẹp. Ok. Ok, ừ. Mẹ khơi mẹ con ôm nó ra rồi nè. Đó. Rồi con làm đi, con làm thêm nha. Đó, nó ra xong rồi. Cái này nó do lúc mình làm mình không để ý là nó không có dính vô. Đúng ra cái này nó phải dính vô. Thôi kệ nó đi. Wow. Rồi con làm đi nha, con làm cái đó.
make another mess. Oh no, must make my hair. It's okay, Chloe. It's okay. It's a tissue. Okay, tissue. Oh, you make a mess huh? Ở trong cái hướng dẫn á là người ta có nói là mình phải bỏ một tí muối vô. Yeah. Put a little bit salt. I can't sleep. Salt. Ooh. Huh? Can't sleep. What's wrong? It's okay. Don't worry, okay? Don't worry. You play. I need another tissue. You need another tissue? Okay. Ew. Have you done with the star? Chloe? Yeah, I done a star orange. Okay. Oh, what? You make a mess. Big mess. I got the coolest big mess. Oh, make no. Sad. Oh, no. Huh? Making my tissue. Nè, tissue nè. Thằng giấy nè. Bỏ con lau đi. Rồi. Rồi. Bây giờ bỏ cái con sao biển này vô. Bây giờ chơi mấy in cái này. In the water. In the water. Okay. In the water. Shake it off. Shake. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. More. Này con lấy giấy con lau cái bàn đi. Yeah. Cái này nó hơi bị dơ. Cho nên là... Ow! Be careful, Chloe. I'm be careful. Trời ơi, bây giờ cái này nó ra coi con làm gì lên cái hình sao biển nó bị hư rồi nè. Nè. Thấy không? Đó. Rồi. Rồi mình để mấy cái khuôn này ở đây. Rồi bây giờ Chloe lấy cái mấy cái nắp này đây. Con whale. Hả? Whale. Đâu? Con whale bị hư rồi. À vậy đó hả? Rồi thôi bây giờ mình vớt. Ui. Cái này mình bỏ vô đây nãy giờ bây giờ nó phồng ra, nó phồng lên nè mọi người. Nhìn nè nó phồng lên. Nó phồng tròn lên nè. Like a dinosaur. Mắc cửa à. It's like a dinosaur. Ồ, nó phồng lên, để lâu ở trong đây ngâm nước á nó phồng lên nè. Ý. Nó phồng bự lên vậy đó. Trời. Cái con này. Này đi. Con cá này nó cũng nổi lên, trời hay quá. Cái này hay quá. Trời ơi nó phồng bự lên nha, nó phồng lên nè. Oh wow. Hay quá. Rồi bỏ vô đây đúng không? Chloe vớt bỏ vô đây đi con. Bỏ vô. Chiêu một con. Bỏ con đi. Con dơ. Dơ chơi mà sao dơ gì trời. Nè. Rồi bỏ con này vô. Chiêu ba con. Con này đợi xíu cho nó phồng lên nha. Nó chưa có đủ cái thời gian á. Cái con sao biển hồi nãy á. Ủa bỏ vô. Chà. Đâu. Đẩy nắp lại không. Rồi magic đâu. Magic chưa. Look. She's lying. Đó không, con phải bấm cái nút đó lên. Rồi xích ra đây cho mấy bạn coi nha. Ồ, xích ra đây, xích ra đây. Wow. I don't like it. Đâu, coi. Không, bây giờ phải tắt đèn đi, nó mới đẹp. Đâu, để mẹ tắt đèn thử coi nha. Không, con bật lên đi, con đừng tắt nữa. Con cứ bật lên, để bình thường thôi, để đó luôn nha. Đừng có tắt nữa nha. Rồi, để mẹ tắt đèn thử coi nó có đẹp hơn không. Bắt đầu, magic. Wow. Bật đèn lên, đừng có tắt nữa. Bật đèn lên. Oh. Wow. I love this magic. Oh, you love this magic. Look at that. Oh, ở trên tường luôn nha. Chloe nó chỉ ở trên tường có cái. Wow, đẹp quá. Trời ơi, cái này mà nó đang phản chiếu cái nước lên trên tường. Trời, cái này mà hả, buổi tối hả là chơi hả, là mình chân ở trong phòng á, trời vui ha. Coi bộ cái này hay à. Có lý. Ok, đẹp chưa, hay quá. Rồi bây giờ con bỏ cái con này vô luôn đi. Rồi nó u lên rồi nè, nó mập mạp lên rồi nè. Bỏ trong cái chén nước thần kỳ nãy là nó mập lên vậy đó. Rồi bật lên, con cứ bật lên, con đừng có tắt nó nha. À. Cái bộ này hả là đứng hả, ngắm cũng lâu lắm á, mới mua thấy nó hay á. Wow. Đẹp
too. I like it. You like it. Okay, I know you like it. Ngồi xuống đi Chloe ơi. Con đừng có đứng lên vậy. Wow, đẹp quá. Avocado. Hả? Avocado. Okay. Diệt nha mọi người, diệt nha mọi người. Rồi bật đèn lên. Avocado. Abra. Cái nắp đâu? Cái nắp đâu đó? Cái này mình có thể trưng ở trong phòng được. Ok. Rồi. Cái bộ này giá 629.000 nha mọi người. À. Đẹp mà. Quá hay. Đây. Aqua Dabra. Đây, cái bộ đây. Aqua Dabra. Aqua Dabra. Hay nha. Vui á, vui á, cái này vui á. Trời, Chloe chơi miệt mài chưa? Rồi, cái này chân cũng đẹp á. Rồi, ok. Được chưa? Được rồi, xong rồi nha. Xong rồi hả? Chưa mà. Chưa mà. Xong rồi, giờ con phải chào mọi người không? Chào đúng mọi không? Người. Hả? Chào mọi người. Chào mọi người hả? Chào chưa? Chào rồi. Chào rồi hả? Chắc không? Chắc. Rồi. Abracadabra. Abracadabra. À. Rồi, ok mọi người, à, coi như là cái hôm nay là hai mẹ con đã review cái món đồ chơi mới này rồi đó. À, bộ này cũng hay, à, thấy công nhận, à, có những cái nó rất là sáng tạo và con nít thì đặc biệt nó thích những cái đó. Bạn ngồi bạn chơi tiếp nữa kìa đó. Còn bộ thấy có vẻ như là rất là rất là thích thú thấy không? Cho nên là mình có thể mua làm quà sinh nhật cho con, à, hoặc là nói chung bất kỳ cái dịp nào. Phương từ bữa giờ Phương chơi đồ chơi là Phương cũng thích chơi đồ chơi đó. Ok, video tới đây là coi như là kết thúc rồi. À, hẹn gặp mọi người thứ tư tuần sau nha. Sẽ làm nhiều cái video, nhiều cái món đồ chơi hay tiếp tục. Đăng ký kênh của Phương để tiếp tục xem các cái món đồ chơi mới nha. Thứ tư hàng tuần. Chloe ơi, chào mấy cô mấy chú mấy bạn đi. Nhìn nè, nhìn nè. Trời ơi, không chào luôn. Chờ bây giờ tiếp tục ở chơi. Khôi sách con cá này chứ. Đụng vô tay rồi. À, đụng vô tay con hả? Thôi con chào cô chú và các bạn đi. Chào cô chú và các bạn. Lần sau. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại lần sau. Ok, lần sau là ngày nào? Lần sau là ngày nào? Thứ tư. Thứ tư. Ok. Bye bye mọi người.